Ngọc Trinh ngay rắp tại ngoại sau khi cho sáng đèn loạt tài khoản mạng xã hội, luật sư lên tiếng nói rõ. Người mẫu diễn viên Ngọc Trinh khiến dân tình xôn xao, đồn đoán sắp được tại ngoại sau khi có động thái mở lại loạt tài khoản mạng xã hội. Dưới nhiều nghi vấn thì luật sư mới đây đã chính thức lên tiếng nói rõ. Người mẫu Ngọc Trinh, tên thật Trần Thị Ngọc Trinh, đã bị tạm giam 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 10 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các trang mạng xã hội của Ngọc Trinh như fanpage hơn 2,7 triệu người yêu thích, 5,9 triệu người theo dõi. Facebook cá nhân có hơn 3 triệu lượt theo dõi, Instagram 5,7 triệu lượt theo dõi bất ngờ sáng đèn. Các hình ảnh tạo dáng bên xe mô tô và cả video clip ghi hình người mẫu này chạy mô tô không mặc đồ bảo hộ với các tư thế phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe đã không tồn tại. Dù các trang mạng này chỉ sáng đèn sau gần một ngày rồi tiếp tục bị khóa, không thể truy cập. Tuy nhiên, một số ý kiến bình luận cho rằng có thể Ngọc Trinh đã được tại ngoại sau thời gian bị tạm giam. Một số ý kiến khác cho rằng các fanpage mạng xã hội của người nổi tiếng trong giới giải trí do người quản lý hoặc admin được thuê phụ trách. Có thể những người này đã mở lại các tài khoản mạng trên. Mới đây, một số cơ quan báo chí dẫn nguồn tin cho biết Ngọc Trinh vẫn đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, từ thông tin cơ quan công an cung cấp, có thể Ngọc Trinh chỉ bị khởi tố theo khoản 1, điều 38 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Đây là loại tội phạm ít nghiêm trọng theo quy định tại Điều 9 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khởi tố Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng mà lại áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can điều tra. Thông thường, đối với các tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng mặc nhiên sẽ không tạm giam, chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can. Chỉ áp dụng biện pháp tạm giam với các bị can bị khởi tố về tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng nếu như bị can không có nơi cư trú rõ ràng, có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra. Điều 119 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định đối tượng áp dụng biện pháp tạm giam là bị can, bị cáo trong những trường hợp sau. Bị can, bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng. Phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 2 năm và trong trường hợp có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội. Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang trong thời kỳ nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc là người già yếu, người đang bệnh nặng, có nơi cư trú rõ ràng thì không bị tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt như phạm tội nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và có căn cứ cho rằng nếu không tạm giam, người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội thì mới tạm giam. Luật sư Cường cho rằng nếu không đồng ý với quyết định tạm giam, Ngọc Trinh có quyền khiếu nại đối với quyết định này. Cơ quan điều tra cũng sẽ giải thích và làm rõ Ngọc Trinh đã bị khởi tố theo khoản nào của điều luật, thuộc tội ít nghiêm trọng hay tội nghiêm trọng và căn cứ để tạm giam trong trường hợp này. Nếu giải thích không thỏa đáng, không đồng ý với quyết định tạm giam thì bị can có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.